Xin chào anh em. Wow, gặp bà fan của Big City Boy. Cho em bằng cà vạt. Chiêu 2 lên penthouse. Wow. Pick ngay một vị tướng sử dụng cà vạt nha anh em ơi. Ném em lên penthouse luôn. Hôm qua anh em nào xem rap Việt xong S không ạ? Wow, toàn là mấy cái màn trình diễn cực kỳ đỉnh cao đúng không nào? Và Seo vào ngay một cái trận đấu với vị tướng sát thủ có tỷ lệ thắng hiện tại rất là bá đạo, đó chính là Enzo. Một tiêu điểm của mùa 16 hiện tại mà các bạn không nên bỏ qua nhá. Không đùa với anh em chứ. Ở góc trái mình gọi là cái bảng ngọc và trang bị nhá. Mỗi năm đấy ạ, S chỉ chơi vài trận Enzo thôi. Thành ra cái cảm giác tay của Enzo nó chưa được ok cho lắm. Nhưng mà S là một thằng rất là lười luyện tập vị tướng Enzo này, mà còn cảm thấy đây là vị tướng đánh rất là ok để các bạn đeo đanh cày sao cao thủ rất thoải mái. Vậy thì chẳng lý do gì mà các bạn chăm luyện tập hơn S rất là nhiều, gọi là tuổi trẻ tài cao hơn S rất là nhiều mà lại bỏ qua vị tướng Enzo thì quá là phí phạm. Nên các bạn đừng bỏ qua nhá. Tranh thủ farm 3 con mid này để mà lên 4 nhanh nhá. Anh Pain rất là tuyệt vời. Anh Pain rất là tinh ý khi mà phát hiện ra mình farm ở đấy trước để mà lên LB nhanh đi gank sớm đấy ạ. Thì anh ấy đã quyết định lựa chọn được chính là ăn con quái nhỏ là một sự chọn hoàn toàn đúng đắn. Vậy nên sau này nếu các bạn nào mà gặp cái trường hợp mà thằng Na ra farm ở đứng mid mà các bạn chưa kịp đến hay là farm chung đều được nhá, thì nhớ thực hiện hành động giống anh Thiên đó nhá. Oh. Yo yo yo, bọn này không phát hiện ra mình anh em ơi. Ném em lên penthouse. Kéo về. Chạy đâu. Làm chậm này anh em, làm chậm. Đáng sợ chưa? Đó chính là khả năng làm chậm đáng gờm từ chiêu 1 của bị thương Enzo này. Enzo chiêu 1 đánh thường làm chậm kẻ địch, tăng tốc cho bản thân. Tung Calavat chiêu 2 tăng tốc độ chạy tuyệt vời. Ý, không kịp. Lùi lại. Làm luôn cái con rồng này và chúng ta chờ đợi ép nốt cái trụ này nha anh em. Có thế là ép luôn. Chứ các bạn có thế đấy ạ, thì đừng trở về farm sớm quá đấy ạ. Anh em nói chung là mất cái cơ hội để chúng ta lan một tuyết thì rất là phí phạm nhá. Ok. Wow. Malok cấp độ 3 anh em ơi. Krynak thì đang ăn cái bùa đỏ. Chơi luôn. Không biết là thằng Krynak nó chạy ra bùa xanh của mình chưa. Tại vì bản thân S đi rừng đấy ạ, thì thường là nếu kẻ địch ăn rồng mà mình chưa kịp ra anh chấp đấy ạ, thì S thường ăn rơi. Nếu mà nó ăn rơi trước chẳng sao, mình sẽ chạy ra và ăn con bùa nó trước. Đa phần là hay bị ăn bùa cái này lắm anh em. Nhưng mà thật là may mắn khi mà cái thằng kia nó lại không ăn bùa chứ. Thế này là một bước đi hơi bị sai lầm của Krynak rồi. Tại vì sao? Nếu mà Krynak cứ đánh cái kiểu gọi là đánh theo kiểu truyền thống, tức là farm song gank đấy ạ, thì chắc chắn là bị thọt so với mình rất là nhiều. Ok, đi cùng với Omen ping ở đây thì chúng ta chờ đợi nó đi gank về này. Đó, như một quy luật thôi anh em. Đi gank về đấy ạ, S thường đi vòng qua cái bùa đỏ và đi vòng qua cái trụ. Có đi kiểu cợt nhả như Zata này đấy ạ. Chói cũng chẳng phải là chẳng phải là lạ đâu nha anh em. Ôi trời ơi. Tôi sẽ trả thù cho bạn. Lượt Ra Satara. Wow. Ném Krynak đi bay bổng luôn anh em. Anh em nếu mà khi bị vào thế S đấy ạ, các bạn nên tận dụng thế trận. Khi kẻ địch ăn các bùa lợi mục tiêu nào đó đấy ạ, thì chúng ta nên ngược lại chứ hạn chế đối đầu nhá. Giống như là Krynak vừa rồi đấy ạ, nó đã thọt thì thôi lại còn thích đối đầu mình, thì đương nhiên xác định là toang rồi. Wow, ba con lính có vẻ khá là thơm ngon. Hôm qua S xem rap Việt của đội BNC. Thực sự thì bản thân S nhá, hồi đầu mà nghe cái bài Big City Boy ấy, thì S chả hiểu cái gì luôn. Nhưng mà sau đấy nghe tận 4 lần thì S mới cảm thấy thích và sau đó nghe rất là nhiều. Anh em thích xem rap Việt hay là King of Rap? Không biết kịp không đây ta. Hello. Ném. Ui thanh tẩy kìa. Đầu tư gắt thực sự ấy. Ý nhọ cho anh thanh niên phiền quá. Hết. Chạy bạn ơi, chạy hộ. Đáng sợ nhất của Enzo là gì các bạn biết không? Nó gần giống con Batter chứ là hạ hoặc là phụ được một thằng đấy ạ. Ôi trời ơi, nó hóa thật. Ôi trời ơi. May mà chạy kịp anh em ạ. Úi hồn. Tí tẩn là bị cái thằng Krynak nó xích cho đấy. May mà thằng Krynak bị mình dọa đấy anh em. Bị mình đánh cái kiểu lăn của tuyết, nó sợ quá, nó dọa. Nó bị dọa anh em ạ, nó bị dọa. Ok, lên trên này gank luôn này. Làm con rơi và gank luôn. Có con rơi đấy, anh em đảo đường và hồi phục rất là tốt nhá.
Và đừng quên nếu các bạn là người hạ các mục tiêu như là rồng, tà thần nhá. Ui ui ui, cái gì vậy? Khiếp, ôi trời ơi. Bình tĩnh các anh. Trời đậu, tốc biến các kiểu lên chơi mình luôn ạ. Sợ thực sự. Ý đấy rồi anh em ơi, vào vét thôi. Ôi trời ơi, cho em bằng cà phạt nào, né chứ cuối nó ra. Tiếp tục ép và ăn cái trụ này nào. Cái nắc bìa đang thọt lắm rồi anh em, nó đang chạy ra đường để farm thì chúng ta không phải đuổi nó đâu. Dọa luôn. Thực sự thì chiêu 2 của bạn nếu mà chẳng may bị hụt đấy ạ, chẳng sao nhá. Yên tâm mà nó hồi rất là nhanh. Ping. Yeah, chạy đâu. Dừng lại đi bạn ơi. Wow. Trời ơi. Mình ăn hay phiên ăn ta? Hình như là phiên ăn anh em ạ. Ok, ăn bùa đỏ nào. Bạn ơi, không cho bạn bùa đỏ được đâu. Mặc dù mình đánh thường là làm chậm cái địch, nhưng mà khi chúng ta có bùa đỏ đấy ạ, thì làm chậm cái địch càng đỉnh cao hơn. Tiếp tục ép trụ nào. Ép thường nói câu đó chính là có thế thì phải ép nha anh em, ép bằng được. Đôi lúc các bạn chỉ cần quăng xích thôi, không cần dọa đấy. Thằng Pen ở thằng Zata nó vừa dùng chiếc cuối nhá. Nó có 5 hay là 7 giây để hồi. Chơi luôn. Ý, ôi trời, xong rồi. Bị sút đau rồi anh em ạ, khổ. Không sao nha anh em. Nói chung là đánh thì vẫn phải đánh thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình đang xanh đấy, mình đang có, người ta gọi là đang có độ hứng khởi cao, độ máu liều cao. Đấy, chạy đâu bạn ơi. Lại đây. Né. Ui, không đủ tầm kìa, khốn nạn. Ý. Đứng lại bạn ơi. Ui, hơi vội rồi. Lần sau anh em mà đừng có vội nhét nhá. Cứ từ từ thôi. Chói em bằng cà vạt được luôn. Chói. Ui giời ơi. Big City Boy fan lên tiếng cái mình mải đọc cái dòng nó quá là hay về con Enzo của bộ trang phục quý tộc. Thế là sút đà hụt luôn. À, thằng này lại bậy rồi. Vừa mới sao lại viết linh tinh như vậy? Phải là chiêu ai ném lên penthouse chứ. Bậy bạ quá hả? Anh em phải văn minh lịch sự nha anh em. Giống kênh của mình là kênh văn minh lịch sự mà. Ok, mình đã mua được xong cái gươm Urie. Yeah, một cái trang bị tuyệt vời. Để mà thằng Zata bây giờ gặp mình gọi là, ôi trời ơi anh ơi tha cho em thôi anh em ạ. Anh hiểu không? Tức là cái đủ cái độ để mà sốc đam của Zata bây giờ là không có tuổi mình luôn. Chưa kể với cái đồ trang bị mà một cái đôi giày với lại cái triệu bùng nổ thì ôi trời ơi. Khỏi nha anh em. Ôi trời ơi, đây. Ý. Từ từ vào nha anh em, nó có 4 thằng cơ mà. Quỷ hay vậy. Vào luôn. Ôi. Được. Thằng Slim này cứ để tôi lo. Không về hả bạn ơi? Big City Boy ném em lên penthouse luôn. Một vé về penthouse thẳng tiến của Slim. Tiến lên nào. Ôi trời ơi, thanh niên này không có chiêu cuối sợ gì hả anh em? Mình sợ chiêu cuối nó ao mình thôi. Còn cái tầm này đấy ạ. Ôi trời ơi, thằng này lại bậy nữa rồi. Phải là penthouse bằng Carapaz chứ. Bậy quá. Đó là một trận đấu về vị tướng Enzo, một vị tướng sát thủ tuyệt vời ở tại mùa 16 này. Các bạn đừng bỏ qua vị tướng này để reo rank lên cao thủ hoặc là cao thủ cày sao thoải mái tuyệt vời. Nếu thấy video hay và quick, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.